Tại Đồng Nai, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vĩnh Cửu đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng Hoàng Thị Thùy Linh, 49 tuổi và Bùi Công Lý, 23 tuổi, cả hai trú tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh chủ trì phối hợp với công an huyện Vĩnh Cửu và công an xã Thiện Tân phát hiện bắt quả tăng Linh và Lý đang mua bán trái phép chất ma túy tại một quán cà phê ở ấp Vàm, xã Thiện Tân. Tăng vật thu giữ 62 gói ma túy tổng hợp, hai điện thoại di động, hai xe máy và 4 triệu 800 ngàn đồng tiền mặt. Vụ việc sau đó bàn giao công an huyện Vĩnh Cửu điều tra theo thẩm quyền.